vụ đó thật là xuất sắc. Chỉ vậy thôi. Thì lúc đó là tại vì khi mà giống như cái khả năng đó thì tự mình biết mình muốn cái gì trong cuộc sống này. Ví dụ như giờ Hiền thật sự là Hiền muốn có một cái thu nhập thật là tốt để cho con mình được học trường quốc tế. Tại thật sự là giờ ba đứa mà học một năm đó là cũng gần 700 triệu đó. Thì làm sao để mình có số tiền đó? Thì chỉ có một việc, một là mình phát triển, mình tăng chân tắc, mình nhận thưởng. Thì Hiền thật sự là nhìn vào những cái con số tiền đó, nó tự nhiên thu hút mình dã man. Người phụ nữ ham tiền, phụ nữ thuộc cái hoạt thành công. Thật sự nhìn vào cái hoạt thành công là mình thấy cái tiền nó thu hút mình dã man luôn. Rồi bắt đầu mình làm sao để mình đạt được kết quả đó thôi. Thì bằng cách là mình tăng chân tắc, đó là chỉ đơn giản thôi. Và nhận nhiệm vụ chị Trâm Hà giao. Thế để đạt mục tiêu ấy thì làm, trong quá trình làm mình làm thế nào để người ta tham gia với chị, để làm nào để người ta làm việc theo đó, nào để em tuyển dụng được. Cái đó thì đơn giản mà, tại vì mỗi người có mỗi cái kỹ năng khác nhau. Giống như Hiền á, thì Hiền có một cái nói về cái tâm lý, hoặc là đối diện một cái người nào đó thì chắc chắn là mình phải hiểu được người ta thích cái gì đó, và cái người ta mong muốn trong cuộc sống là cái gì, thì mình phải đem lại cái đó cho người ta, thì chắc chắn là người ta sẽ follow theo mình. Và lúc đó mình chia sẻ những cái khát khao, những cái công việc và cái cơ hội thành công của Oriflame. Thì Oriflame có một cái chính sách quá tuyệt vời luôn rồi. Nhìn vào đó là chắc chắn là ai cũng muốn mình trong cái vị trí đó, và họ bắt đầu họ làm. Đó, thì chị chia sẻ cho chị những thấy bạn. Có không? Trong đấy phải học vào chợ. Thì thật sự là ai muốn được giống như Hiền, chỉ cần thấy được cái thấy tiền nó thu hút trong, mình là được. Cảm ơn chị Hiền.